Chào mừng các bạn đang nhìn thấy những hình ảnh thực tế của dòng xe Suzuki Jimny, một chiếc xe mini SUV off-road cỡ nhỏ thị trường Việt Nam. Và chúng ta đang thấy phong cách của chiếc xe Suzuki Jimny này hệt như một chiếc tiểu G63 đích thực. Suzuki Jimny là một dòng xe địa hình cỡ nhỏ, vì vậy cái tệp đối tượng khách hàng của chiếc Suzuki Jimny này nhắm đến là những khách hàng hầu như không phải là lần đầu tiên sở hữu xe ô tô, bởi vì những ai rất yêu thích những cái phong cách thiết kế của một chiếc xe địa hình, một chiếc gầm cao và có hai cầu thực thụ mới nghĩ đến chiếc Suzuki Jimny này. Hiện tại thì dòng xe cá nhân hóa này đang có cái mức giá lăn bánh trọn gói thị trường Hồ Chí Minh là 893 triệu đồng. Vậy thì các tỉnh, chiếc xe Suzuki Jimny ở phiên bản màu xám mà chúng ta đang quan sát thấy trên màn hình sẽ là 873 triệu đồng. Xe Suzuki Jimny vẫn có những cái option rất là vừa vặn của một dòng xe đến từ thương hiệu Suzuki nổi tiếng của Nhật Bản. Nên các bạn cứ yên tâm, chúng ta vẫn có đầy đủ tính năng đàm thoại rảnh tay nè, chúng ta có cả cruise control các bạn nhé. Vì vậy nếu như chúng ta đang quan tâm đến một cái dòng xe gia đình cỡ nhỏ và nó tiện dụng, giá rẻ, có thể là chiếc xe Suzuki Jimny chưa phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng những ai yêu thích một phong cách thể thao, địa hình và đặc biệt là nó rất là tiện dụng, không quá hầm hố, không quá to lớn để vừa có thể đi phố, vừa cuối tuần có thể đi chơi, thì chiếc xe Suzuki Jimny có thể là một lựa chọn vô cùng thú vị. Và chúng ta có thể gọi ngay số hotline xuyên suốt video clip này ở góc trái của màn hình để được cái mức giá lăn bánh tốt nhất ở khu vực miền Nam. Như các bạn thấy, đây là một cái mâm lốp nằm chấu và chúng ta có luôn cả cái phanh đĩa ở vị trí này. Dòng xe này là một cái chiếc xe địa hình nên hiển nhiên là nó có một cái chi tiết rất thú vị, đó là chúng ta có chế độ gài cầu. Các bạn có thể tùy chọn chế độ một cầu hoặc hai cầu. Đó là cái thông tin rất là ấn tượng trên cái chiếc xe Suzuki Jimny. Hơi tiếc thì thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại chúng ta chỉ đang mới có những cái màu sơn ngoại thất, nội thất khác nhau trên một cái dòng xe Jimny ba cửa. Ở thị trường quốc tế thì chúng ta còn có thêm một cái dòng xe Suzuki Jimny năm cửa. Và nên nhớ thương hiệu xe Suzuki Jimny là một trong những cái phiên bản rất được yêu thích ở thị trường quốc tế, nhưng cái số lượng sản xuất không quá đại chúng bởi vì tệp khách hàng cũng tương đối đặc thù và rất là ít, không phải là một cái dòng xe hướng đến phần đông những ai mong muốn sở hữu cái dòng xe đa dụng. Nhưng mà chiếc xe Suzuki Jimny luôn là một trong những cái lựa chọn để chúng ta đáng cân nhắc khi mà nhắc đến những cái chiếc xe thể thao. Còn đây chính là không gian nội thất của chiếc xe Suzuki Jimny. Như các bạn có thể thấy là chúng ta có hai cái màn hình analog hai bên, một cái màn hình hiển thị thông tin vừa phải đầy đủ 4 inch ở ngay vị trí giữa. Ở bên trái chúng ta trên mặt vô lăng chính là cái tính năng đàm thoại rảnh tay, và bên phải chúng ta vẫn có tính năng cruise control. Dòng xe này đang giảm đi một số cái option khác mà chúng ta có thể thấy ở đây, tuy nhiên thì nó vẫn giữ lại cái màn hình touchscreen và kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Chúng ta có thêm ở đây là những cái phím hệt như một cái dàn phím piano trên một dòng xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, nhưng chúng ta lại đang ngồi trong khoang nội thất của xe Suzuki đến từ Nhật Bản. Và xin được phép nhắc lại, ở thời điểm tháng 7 năm 2024 này, chiếc xe Suzuki Jimny đang có cái mức giá lăn bánh ở thị trường của thành phố Hồ Chí Minh, lấy biển số Sài Gòn chính là 893 triệu. Vậy thì các tỉnh chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí hơn 20 triệu bởi vì cái chi phí biển số nó đang lệch nhau. Và nếu các bạn quan tâm đến dòng xe này, muốn lái thử, muốn trải nghiệm cũng như là xem thực tế về dòng xe, hãy gọi ngay số hotline xuyên suốt ở phần cuối ở dần góc dưới bên trái của màn hình, đó là số hotline chính hãng của Suzuki, và chúng ta sẽ được cái bảng báo giá tốt nhất ở khu vực miền Nam. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn dòng xe Suzuki Jimny này ở cái phần không gian khi chúng ta tiếp cận ở hàng ghế thứ hai. Các bạn có thể gập phẳng cái hàng ghế này để tăng cái dung tích khoang hành lý, đặc biệt trong những chuyến đánh góp, những chuyến đi xa dã ngoại thì chúng ta có cái khoang hành lý tùy chọn này rất là rộng rãi và thoải mái để chúng ta trải nghiệm. Đồng thời thì nếu như chúng ta chở cả full tải, có bạn bè đi cùng thì vẫn có dư một cái khoảng để chúng ta để được đồ, cũng như là cái người ngồi hàng ghế thứ hai này sẽ rất là cảm thấy thoải mái, khác hẳn so với những dòng xe SUV hạng A trong cái cùng phân khúc hạng A hoặc là thậm chí là A cộng hay hạng B, thì chúng ta vẫn chưa có những cái option giống như vậy. Một dòng xe thiết kế theo phong cách
hệt như một chiếc Jeep hoặc là một cái chiếc Mercedes G, nên cho chúng ta cái không gian trải nghiệm rất là ấn tượng trên cái phiên bản của chiếc xe Suzuki Jimny. Ở đây chúng ta vẫn có thêm một cái bài vị trí để chứa những cái đồ vật dụng tiện lợi trong những chuyến đi xa. Các bạn có thể tăng cái dung tích những cái khoang hành lý chứa những đồ cỡ nhỏ này ở ngay cái vị trí sau cái hàng ghế thứ hai này. Và đây chính là những hình ảnh thực tế khi chúng ta sử dụng full tải trong cái vị trí chở người như thế này. Các bạn đánh giá như thế nào về dòng xe Suzuki Jimny? Chúng ta hãy để lại bình luận bên dưới. Và ít phút còn lại thì chúng ta sẽ xem thêm những cái tính năng về cái dung tích của khoang chứa đồ mini cỡ nhỏ này khi các bạn gập phẳng cái hàng ghế này xuống nè, hoặc là chúng ta muốn cái tính năng tẩu sạc ở vị trí thứ hai thì trên dòng xe này vẫn có trang bị đầy đủ các bạn nhé. Như các bạn thấy thì dòng xe Suzuki Jimny sẽ trang bị chia sẻ chung cái động cơ, sức mạnh động cơ như trên một chiếc Suzuki XL7. Vì vậy thì chúng ta vẫn có hơn 100 mã lực trên cái dòng xe cỡ nhỏ này. Đó là những tính năng khá là thú vị trên chiếc Suzuki Jimny. Còn bây giờ chắc VN xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip chính hãng tiếp theo. Nếu chúng ta quan tâm thêm về cái thông tin của dòng xe Suzuki Jimny 5 cửa bao giờ xuất hiện chính hãng thị trường Việt Nam, các bạn đừng quên đăng ký kênh iChatVN cũng như để lại bình luận bên dưới. iChatVN sẽ gửi đến các bạn thông tin cập nhật sớm nhất về cái dòng xe Suzuki Jimny 5 cửa cũng như là chiếc Suzuki XL7 ở phiên bản Hybrid các bạn nhé. Xin chào, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip chính hãng tiếp theo.